trình diễn bộ bà Tam Nam bằng vải phi lụa màu trắng chiếc nón kết. Hai bộ bà ba này dành cho con nhà quý tộc Nam Bộ. Ngồi đây chụp hình đừng có lên đâu, hồng hình cái gì bị dướng không? Con lên con đứng lên thôi. Che mắt đôi ta, mắt chim sao chỉ đôi, buồn cao không ngã thương hoa, hơi đi theo anh.
là lễ vợ không thể thiếu trong ngày thành hôn. Kính thưa quý vị, những bộ trang phục trên đã giới thiệu phái quát về cuộc sống và tình cảm của người dân Nam Bộ nơi miền sông nước Cửu Long, đã nói lên con người và phong cách người dân Việt Nam quê tôi.